Thành tích của cả BKMX Bình Dương và Hoàng Gia Lai trong giai đoạn 2 không thực sự là ấn tượng. Hoàng Gia Lai đã phải nếm trải tới 5 thất bại liên tục trước khi trận đấu này diễn ra. Đó là các trận thua trước Viettel với tỷ số 4-1 trên sân khách. Trên sân nhà họ tiếp tục để thua 0-4 trước Hà Nội. Và sau đó với chuyến làm khách trên sân Động Cẩm Phả thì Hoàng Gia Lai tiếp tục thua 3-1. Trận đấu gần đây nhất trên sân nhà, Hoàng Gia Lai lại thất bại trước Sài Gòn với tỷ số 2-4. Và đây là đội hình ra sân của Bình Dương trong trận đấu ngày hôm nay. Các cầu thủ gồm có Lại Tuấn Vũ, cao vệ Hồ Tấn Tài, Anh Tài, Duy Khánh, Hoàng Phương, Tống Anh Tỷ, Jussu Touré, Đào Tấn Lộc và mũi nhọn trên hàng tấn công là Tiến Linh. Còn với Hoàng Gia Lai thì đội hình ra sân của họ gồm có số 4 Damir Memovic, số 7 Nguyễn Phạm Hồng Duy, số 9 Nguyễn Văn Toàn, số 10 Chevy Watts, số 11 Nguyễn Tấn Anh, số 12 Kelly, số 15 Trương Trọng Sáng, số 17 Vũ Văn Thanh, số 22 Phan Thành Hậu và số 24 Châu Ngọc Quang. Như vậy là Phan Thành Hậu sẽ có trận đấu đá chính đầu tiên ở Hoàng Gia Lai trong mùa giải năm nay. Đây là ban luyện của Hoàng Gia Lai với các ông Nguyễn Văn Đàn và các trợ lý của mình. Điều khiển trận đấu này là trọng tài chính ông Ngô Duy Lân. Các trợ lý số 1 là ông Lê Ngọc Ân, số 2 là ông Nguyễn Thành Sơn, trọng tài thứ 4 là ông Trần Ngọc Nhớ. Giám sát trận đấu này là ông Hoàng Ngọc Tuấn và giám sát trọng tài là ông Võ Minh Chí. Hoàng Gia Lai với tư cách là đội khách trong trang phục áo trắng, quần trắng tất trắng ở phần sân bên phía tay trái mảnh nhỏ của quý vị các bạn. Trong khi đó thì BKMX Bình Dương, đội chủ nhà trong trang phục toàn đỏ ở phần sân bên phía tay phải. Tuấn Anh đã nhịp nhàng và xử lý kỹ thuật của Thanh Hậu không được, đã có lỗi của Hoàng Phương. Như vậy là trong danh sách đăng ký của các cầu thủ BKMX Bình Dương đã có sự thay đổi ở phút cuối so với danh sách đăng ký được gửi về VPF. Người đá cặp với Trần Hoàng Phương ở vị trí tiền vệ trung tâm không phải là Trọng Huy mà là Tống Anh Tỷ. Là Trọng Huy đã bị chấn thương trong lúc khởi động. Thế nên BKMX Bình Dương mới có sự thay đổi người sát giờ thi đấu đến như vậy. Đây là Nguyễn Phòng Duy. Cầu thủ đã trình diễn một mái tóc hoàn toàn mới trong trận đấu với thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì anh vẫn giữ nguyên kiểu đầu rất lạ này. Hoàn toàn Cherry Watts khá hay, không được. Rất tiếc là cú đá cuối cùng của Cherry Watts thì lại bị chặn lại bởi pha xoạc bóng của Đào Tấn Lộc. Tình huống phối hợp rất hay giữa Văn Toàn và Cherry. Văn Toàn đợi Cherry nhả lại nhưng số 10 của Hoàng Gia Lai lại quyết định đột phá. Anh đã có động thái che chắn rất khéo. Nhưng rất tiếc là trong tình huống cuối cùng, pha ra chân của Cherry Watts thì lại đúng vào thời điểm mà Đào Tấn Lộc. Những mùa giải 2018-2019 thì Hoàng Gia Lai đều gặp những thất bại nặng nề trên sân Bình Dương. Văn Thành, Trương Ngọc Quang, Cherry Watts rất khỏe. Tuyệt vời. Lần này thì sức mạnh và sự càn lướt của Cherry Watts đã mang lại hiệu quả tối đa. Một tình huống rất giống với tình huống anh đã che chắn và dứt điểm trước đó ít phút. Nhưng lần này thì anh đã thành công. Không một cầu thủ phòng ngự nào bên phía BKMX Bình Dương kịp ngăn cản cú đá vừa rồi của Cherry Watts. Lần này thể hình, lực lưỡng của Cherry Watts đã phát huy được tác dụng. Anh đã có một pha bóng che chắn kín đáo và sau đó thực hiện pha xoay người dứt điểm rất nhanh qua một dừng chân của các cầu thủ phòng ngự bên phía BKMX Bình Dương. Cụ thể là Rabo Ali và Anh Tài. Lại Tuấn Vũ thì đã bị che mắt và gần như là không kịp có phản xạ gì. Một pha bóng khá hay của Cherry Watts, tỉ đè mạnh mẽ với Rabo Ali và sau đó thì đã xoay người và dứt điểm rất nhanh về phía góc xa. Kịch bản của trận đấu trong giai đoạn lượt đi được lặp lại. Hoàng Gia Lai lại có bàn thắng với người dẫn trước BKMX Bình Dương. Touré
là Touré che chắn khá tốt. Nguy hiểm, rất kỹ thuật của Chi Giáp nhưng đã đưa bóng đi trúng cột dọc. Một pha bóng rất hay của các cầu thủ BK Bình Dương. Một pha tấn công sở trường bên phía cánh phải, người đã băng vào dứt điểm. Kỹ thuật trong pha bóng vừa rồi là Hồ Sĩ Giáp, và người đã thực hiện đường truyền là Duy Khánh. Tiền vệ phải được huấn luyện viên Thanh Sơn ngày hôm nay lựa chọn để thay thế cho Tô Văn Vũ. Pha tiếp bóng rất nhạy cảm của Sĩ Giáp, một tình huống tấn công quá đẹp mắt. Chỉ tiếc là Sĩ Giáp đã chưa có được sự may mắn. Và nếu như Hoàng Gia Lai giành được pha sọt bóng chính xác của Trương Trọng Sáng, tình huống sọt bóng rất hay. Trương Trọng Sáng sọt bóng trong khu vực cấm địa một cách chính xác và dứt khoát. Còn sau đó thì Tống Anh Tỷ đã để cho Văn Thanh vượt qua một cách tương đối dễ. Nếu như không có tình huống sọt bóng chính xác của Trọng Sáng thì rất có thể. Nguy hiểm, không vào. Đã bật đầu gối của Mewix và Lạc Tuấn Vũ cũng đã kịp phản xạ và phá bóng bằng chân. Tình huống rất bất ngờ. Cú đá của Châu Ngọc Quang khó chịu, cuộn qua đầu các cầu thủ phòng ngự bên phía BK Bình Dương. Và Memovic là người đã chọn được điểm rơi. Bóng rơi vào trúng đầu gối của anh và đi về phía khung thành của BK Bình Dương. Rất may là Lạc Tuấn Vũ vẫn kịp nâng tỷ số lên 2-0. Duy Khánh khá hay. May là phòng Duy đã kịp thời xoay người và phá bóng tình huống vừa rồi. Hồ Tấn Tài rất chống trả ngược, vào. Tình huống phối hợp rất hay của BK Bình Dương nhưng đã Kelly đã cứu thua cho Hoàng Gia Lai. Vẫn là những tình huống tấn công xuống sâu đáy trung lộ của BK Bình Dương. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này một lần nữa. Yusuf Touré đã chuyển đường bóng quá thuận lợi cho Tuấn Tài và anh cũng đã trả ngược cực kỳ hợp lý cho Tiến Linh. Sát thủ Tiến Linh cũng đã có một pha ra. Thực ra thì Trevor Watson cũng không phải là giảm vừa trong pha bóng này rồi. Hoàn toàn, Chevy không chế dứt điểm. Hay, tuyệt vời. Hôm nay thì Chevy thực sự là rất tốt, tốt hơn nhiều so với những trận đấu trước mà anh tham gia. Đường truyền tuyệt vời của Văn Toàn. Và Chevy Watson có bàn thắng thứ 10 của mình ở mùa giải năm nay. Anh đã vươn lên vị trí thứ 2 trong cuộc đua đến ngôi vị vua phá lưới. Một tình huống mà chỉ cần Văn Toàn và Chevy cũng đã xếp bằng được hàng thủ môn của BK Bình Dương. Đường truyền của Văn Toàn là rất thuận lợi và Chevy Watson đã có một tình huống xử lý có thể nói là rất cơ bản của một trung phong. Đỡ bóng bước một thuận lợi để hướng bóng sang cái chân trái, cách xa Đào Tấn Lộc và sau đó thực hiện pha sút mu chìm, bóng ghim vào góc xa và khiến cho Lạc Tuấn Vũ không có cơ hội cản phá. Ngày hôm nay BK Bình Dương sử dụng bộ đội tiền vệ trung tâm tương đối mới, cùng với đó là hậu vệ trẻ Tấn Lộc. Và điều này đã khiến họ nguy hiểm, không được. Suýt nữa thì Chevy Watson đã có cú hat-trick chỉ trong vòng 30 phút bóng lần. Vẫn là một tình huống phối hợp giữa Văn Toàn và Chevy. Cảm giác như giữa hai cầu thủ này có được sợi dây liên lạc tuyệt vời. Những mùa giải trước thì Văn Toàn cũng thường xuyên là người kiến tạo cho Chevy ghi bàn. Và trong tình huống này thì chúng ta cũng thấy được sự non nớt của Đào Tấn Lộc trong việc kèm người. Anh quá hút bóng về phía trước để cho Chevy lòn phía sau. Rất may là hậu vệ trẻ của BK Bình Dương còn kịp giơ cái chân để ngăn chặn cú đá cuối cùng của Chevy. Memovic nguy hiểm, không được. Rất tiếc là Văn Toàn đã trượt trong pha bóng vừa rồi. Tình huống phòng ngự rất lúng túng của đội chủ nhà trong trận đấu ngày hôm nay. Không ai kèm Memovic trong pha bóng này. Chúng ta nhìn thấy Touré lui về nhưng anh bật gọi là cho có. Tình huống mong vào và dứt điểm hơi vội của Văn Toàn đi không chính xác.
cũng không thể hỗ trợ phòng ngự từ xa cho đội của Bình Dương. Bình Gia Lai có những tình huống tấn công vỗ mặt rất đơn giản và tương đối dễ dàng. Văn Toàn, vẫn là Văn Toàn, tốc độ tuyệt vời. Văn Toàn, Văn Thành Hậu thì vào hơi sớm, còn Chevy thì do quá nặng nên không thể xoay sở được trong pha bóng vừa rồi. Trương Ngọc Quang, một thứ đang rất thuận lợi dành cho Hoàng Gia Lai, và nếu như họ có được thêm một bàn thắng nữa trong quãng thời gian còn lại của hiệp đấu này thì rất có thể họ sẽ quyết định sớm được số phận của trận đấu này một cách thuận lợi cho đội bóng phố núi. Rất nhịp nhàng và tự tin. Đường truyền không tốt của Thanh Hậu và cùng với đó là cú trượt chân của Tuấn Anh. Ngày hôm nay thì đối tác của Tuấn Anh là Lưu Xuân Trường chỉ có mặt trên băng ghế dự bị. Có cảm giác như thể lực của Xuân Trường cũng không ở mức tốt nhất. Đây là nỗ lực tuyệt vời và những pha xử lý quen thuộc của Văn Toàn. Không biết là đã bao nhiêu lần Hoàng Gia Lai được hưởng lợi từ những tình huống đột phá và tình góc quan sát tốt. Có lẽ là đã quyết định Tuấn Linh đã có thêm những tác động bằng tay. Tình huống phạm lỗi của anh Tài với Văn Thành ngay lập tức là một thái độ hối lỗi rất dễ thương của hậu vệ trái bên phía đội tuyển Bình Dương. Thời gian bù giờ của đội tuyển sẽ chỉ có một phút thôi. Đó là điều hợp lý khi mà đội tuyển không có quá nhiều những pha bóng chết, không có những trường hợp bị chấn thương nặng. Đầu tiên, Hoàng Gia Lai đang đứng trước cơ hội nâng tỷ số lên 3-0. Thanh Hậu, cú đá thẳng, nguy hiểm. Đội bóng là Tuấn Vũ và đã có lỗi của Maimovic với thủ thành của đội công Bình Dương. Đá phạt rất khó chịu của Phan Thanh Hậu. Cú đá thẳng về phía cầu môn và cùng với đó là rất nhiều những cầu thủ đã băng vào. Người đó có tình huống can thiệp cuối cùng là Maimovic Damir. Đúng lúc này thì trọng tài Ngô Duyên đã thổi còi để kết thúc thời gian thi đấu của hiệp đấu đầu tiên. Một hiệp đấu rất thành công với đội khách Hoàng Gia Lai khi họ đã vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của Chevy Watts. Bình Dương có bàn thắng gỡ sớm. Bóng chạm một cầu thủ áo trắng. Bên các Bình Dương sẽ có quả đá phạt góc đầu tiên của họ trong trận đấu ngày hôm nay. Khá bất ngờ. Số hiệp đấu đầu tiên thì họ không có một tình huống nguy hiểm. Văn Toàn không vào. Rất tiếc là Văn Toàn đã không thể có bàn thắng trong tình huống dứt điểm này. Một tình huống mà Chevy Watts đã đáp lễ. Một tình huống phối hợp qua lại giữa Văn Toàn và Chevy. Văn Toàn xẻ nách một cách thuận lợi và Chevy Watts đã có một tình huống trả ngược rất vừa tầm cho Văn Toàn. Góc sút đã mở ra nhưng Văn Toàn là dứt điểm hơi hiền. Nguy hiểm. Cú phối hợp bất ngờ của các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Đường chuyền ngang và cùng với đó là cú sút xa của Văn Thanh. Vũ Văn Thanh cũng đã có 3 bàn thắng ở mùa giải này cho Hoàng Gia Lai. Và anh cũng đang là người xếp thứ 3 trong danh sách ghi bàn tốt nhất của đội bóng này, chỉ sau Cherry Ross và Văn Toàn mà thôi. Jusitore đã thắng quả lưới nhà của Maimovic Damir phút thứ 58 và BKM Bình Dương có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Một lần nữa hệ thống phòng ngự của Hoàng Gia Lai lại chơi rất ngây thơ và mắc lỗi. Các cầu thủ áo trắng đã không thể cản phá được tình huống thoát đi của Jesus Toure. Và đây là một pha tạt bóng rất khó chịu. Lê Văn Trường băng ra nhưng rồi anh lại không xử lý một cách quyết đoán, khiến cho Maimovic bị động
và bóng đã bật vào ngực của trung vệ này và đi thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của tất cả cầu thủ áo trắng. Lúc này thì trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã diễn ra trên sân Đồng Thống Nhất. Nguy hiểm, không vào. Cú đá vừa rồi là của Đào Tuấn Lộc. Vẫn là những cơ hội liên tục được Bình Dương tạo dựng về phía cơ khung thành của Hoàng Gia Lai. Rất tiếc với tình huống dứt điểm vừa rồi của Tuấn Lộc. Trong hiệp 2 của trận đấu này thì Đào Tuấn Lộc đang được đẩy lên và đá tiền vệ trung tâm cùng với Tống Anh Tỷ. Vào sân để thay cho Sizap. Bây giờ là cơ hội phản công của Hoàng Gia Lai. Thanh Hậu, nỗ lực sọc bóng của Dũ Đạt. Rõ ràng là so với Tấn Lộc thì Dũ Đạt là một trung vệ dày dặn kinh nghiệm và có khả năng chuyên môn tốt hơn. Sự góp mặt của anh đã giúp cho hàng phòng ngự của BKM Bình Dương thi đấu tự tin và chắc chắn hơn nhiều. Tuấn Cảnh bật tường, Tiến Linh không được, sẽ chỉ có quả phạt góc cho các cầu thủ Hoàng Gia Lai Bình Dương mà thôi. Đúng là những vòng đấu cuối khi các đội không còn quá chú trọng vào mục tiêu thành tích thì họ đang chơi thứ bóng đá công hiến. Trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới ở phút thứ 15, lúc này tỷ số đã là 1-1. Tuấn Anh, cơ hội phản công cho Hoàng Gia Lai. 3-3, bên trong có Văn Toàn. Vẫn là Tuấn Anh, xử lý rất kỹ thuật nhưng không thành công. Hai pha xử lý rất hay của các thủ Hoàng Gia Lai nhưng vẫn không mang lại được bàn thắng, và người đã chiến thắng là Lại Tuấn Vũ. Thủ môn của BKM Bình Dương đã chơi rất xuất sắc trong cả hai pha bóng vừa rồi. Chúng ta hãy cùng xem lại nỗ lực này của Tuấn Anh. Tình huống đột phá lên tới hơn 50m. Sọc thẳng vào khu vực trung lộ của BKM Bình Dương, thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật về góc xa. Là Tuấn Vũ đã bay người và cản được cú đá này. Ngay sau đó bóng bật ra và anh lại phải đối mặt với một cú đá sút mu nửa này rất căng của Cherry Watts. Nhưng người chiến thắng cuối cùng vẫn là Lại Tuấn Vũ. Cho dù ngày hôm nay đã phải nhận hai bàn thua nhưng Tuấn Vũ cũng vẫn đang cho thấy được sự tiến bộ của mình trong khung thành của BKM Bình Dương. Anh cũng đã có những tình huống xử lý tốt và đặc biệt là có khá nhiều những pha cứu thua cho đội bóng đất thủ. Người thực hiện là Phan Thanh Hậu. Rất xoáy, nhưng Hồ Tấn Tài là người cản phá thành công. Pha xử lý không tốt của Việt Cường. Nỗ lực của Văn Thành. Thành Hậu rất đắt léo và tự tin. Không có tiếng gọi nào vang lên. Thành Hậu đã bị phạt thẻ vàng bởi lỗi phản ứng. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Rất khó để có thể thổi penalty trong pha bóng này. Thành Hậu đang đi bóng ra phía ngoài khu vực cấm địa và những tác động của cầu thủ phòng ngự bên phía BKM Bình Dương chưa đủ để có thể quyết định đó là một quả penalty. Trọng tài New Zealand đứng rất gần với vị trí mà Thành Hậu
bị ngã và anh đã quyết định đó không phải là một quả penalty. Sau khi BKM Bình Dương có bàn gỡ thì thế trận của trận đấu tiếp tục lại được đẩy lên với tốc độ cao hơn và bắt đầu có những pha tấn công hấp dẫn được thực hiện về phía cầu môn của cả hai đội. BKM Bình Dương thì đang đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép bằng những tình huống bóng bổng, bằng những tình huống tấn công mạnh mẽ. Trong khi đó thì Hoàng Gia Lai đang cố gắng để chơi phòng ngự thành công một cách tốt hơn. Tiến Linh, vẫn là Tiến Linh rất sát trong pha bóng vừa rồi, một pha bóng phối hợp tốt giữa hai cầu tiền đạo trẻ trên hàng tấn công của BKM Bình Dương. Tiến Linh sinh năm 1997 và Việt Cường sinh năm 2000. Tỷ vẫn là người thực hiện các quả phạt góc của BKM Bình Dương. Khá xoáy, người chạm đầu là Hồ Tấn Tài. Tấn Tài cũng là một trong những hậu vệ biên có duyên ghi bàn của BKM Bình Dương và của V-League. Đến thời điểm này thì Hồ Tấn Tài cũng đã có được 3 bàn thắng bằng thành tích với Vũ Văn Thanh. Vũ Văn Thanh là cầu thủ đã bị trọng tài New Zealand phạt thẻ vàng bởi lỗi một tình huống mà anh phạm lỗi trước đó, trước tình huống dẫn đến đường truyền chọc khe của Việt Cường cho Tiến Linh. Tấn Tài, Tuấn Cảnh, Đoàn Tuấn Cảnh sinh năm 1998. Lúc này thì Bình Dương đang có được một lứa cầu thủ trẻ khá chất lượng và lứa tuổi sàn sàn như nhau. Touré, khá hay, anh Tài không được thì pha bóng là trọng sáng. Quý Hiệp, hai đều, pha dứt điểm rất nhanh của Tiến Linh. Đúng là mùa giải này Tiến Linh không ghi nhiều bàn, đây mới là bàn thắng thứ 5 của Tiến Linh ở mùa giải này thôi, nhưng 5 bàn thắng của Tiến Linh đều là những siêu phẩm, đều là những bàn thắng rất đẹp mắt và đẳng cấp. Tiến Linh càng ngày càng cho thấy khả năng dứt điểm toàn diện của mình. Đây là một tình huống tranh chấp quyết liệt trong khu vực 16m50 và Tiến Linh bằng hai chạm rất nhạy cảm đã mang lại bàn thắng cân bằng tỷ số cho BKM Bình Dương. Một lần nữa hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai lại phòng ngự không dứt khoát. Nguyễn Phong Hồng Duy đã cố gắng bật hết sức để có thể tranh chấp được với Việt Cường, nhưng không ai kèm Tiến Linh cả. Và trong khoảng không gian chật hẹp đó, Tiến Linh vẫn kịp khống chế bóng một cách gọn gàng và sau đó xoay người vô lê rất nhanh và hiểm hóc hạ gục thủ môn Lê Văn Trường, mang lại bàn thắng cân bằng tỷ số 2 đều cho BKM Bình Dương. Rất tiếc cho Hoàng Gia Lai, họ đã dẫn trước 2 bàn, có một thế trận thuận lợi, có những cơ hội để có thể gia tăng được cách biệt, nhưng họ đã bỏ lỡ và bây giờ thì họ đã phải trả giá khi mà đội bóng chủ nhà đã vùng lên một cách quyết liệt ở hiệp 2 để liên tục có những bàn thắng. Và bây giờ thì là lúc mà hai đội sẽ phải làm lại từ đầu. Sau trận đấu này thì có lẽ là câu nói công làm thủ phá tiếp tục sẽ được dành cho hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai. Trong trận đấu với câu lạc bộ Sài Gòn, hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai với 7 cầu thủ đã đứng nguyên ở trong khu vực 16m50
để cho Sài Gòn phối hợp và tạo điều kiện để Huỳnh Tấn Tài ghi bàn. Trong pha bóng vừa rồi của Tiến Linh cũng có ít nhất từ 4 đến 5 cầu thủ áo trắng đứng nguyên tại chỗ và nhìn Tiến Linh dứt điểm. Hồng Duy, Văn Toàn, Văn Thành, cú xử lý tốt của Việt Cường, một pha xử lý rất khôn ngoan và mưu mẹo. Văn Toàn cũng đã không giữ được bình tĩnh. Chúng ta cùng xem lại những pha xử lý và tình huống phạm lỗi của Văn Toàn. Quyết định thổi phạt của trọng tài Ngô Duy Lân là chính xác và Văn Toàn đã phản ứng một cách hơi thái quá. Có lẽ anh bị ức chế không chỉ ở tình huống này mà còn nhiều tình huống khác, trong đó có sự yếu kém và đáng chê trách của hàng phòng ngự. Vừa rồi Việt Cường đã đảo cho Kelly ngã rúi rụi. Anh Tài. Lúc này thì Touré đã được rút về đá tiền vệ trung tâm. Trong xử lý quá rườm rà của Touré và đã để mất bóng một cách tương đối dễ dàng. Văn Toàn. Văn Toàn và Tiến Linh. Tiến Linh phạm lỗi và chắc chắn là cũng sẽ có thẻ cho Tiến Linh. Nhưng thẻ vàng là xứng đáng để ngăn cản một tình huống phản công tốc độ của Hoàng Gia Lai và của Văn Toàn. Văn Toàn vẫn luôn là cầu thủ rất mạnh với những tình huống đua tốc độ có bóng. Rất nhiều tình huống thậm chí phải dẫn bóng ở trong chân thì Văn Toàn vẫn còn có tốc độ tốt hơn các cầu thủ chạy không có bóng. Sau nỗ lực vừa rồi thì Tiến Linh đã bị đau. Vai trò của Tiến Linh ở đội bóng đất thủ ngày càng lớn. Nếu như ở những mùa giải trước anh còn phải núp bóng của anh Đức thì bây giờ Tiến Linh đã là sự lựa chọn số 1 trên hàng tấn công của BKM Bình Dương. Thậm chí là các chân sút ngoại của Bình Dương cũng phải nhường vị trí tiền đạo chủ lực cho Tiến Linh và chỉ có thể đá lùi, đá biên, đá tiền vệ trung tâm. Văn Thành quá nhẹ. Tiến Linh đã kịp trở lại. Xử lý tương đối tốt của Cherry Watts. Ngày hôm nay thì Cherry Watts đã có được trạng thái cơ thể nhanh nhẹn, thanh thoát hơn khá nhiều so với những trận đấu trước. Chính điều đó đã giúp cho anh có được 2 bàn thắng ở trong hiệp đấu đầu tiên. Đến lúc này thì chỉ số về những pha dứt điểm của Hoàng Gia Lai gấp đôi so với BKM Bình Dương. Họ dứt điểm 14 lần, trong khi đó con số của Bình Dương chỉ là 7. Và đặc biệt là trong số 7 lần dứt điểm của BKM Bình Dương, chỉ có 2 pha dứt điểm chính xác. Và nó đã, một trong 2 pha dứt điểm đó đã tạo thành bàn thắng của Tiến Linh. Bàn thắng còn lại là tình huống phản lưới nhà của Damian Emovic. Trong bàn thua thứ 2 của Hoàng Gia Lai cũng có một phần lỗi của Trương Trọng Sáng khi mà anh đã đánh đầu pha bóng không dứt khoát.
Thanh Thảo vừa phạm lỗi với Văn Toàn và anh đã phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai. Vừa rồi là một lỗi nhỏ của bộ phận kỹ thuật. Thanh Thảo là người phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng. Tỷ số lúc này vẫn đang là 2-2 chứ không phải là 3-2 như chúng ta nhìn thấy trên màn hình. Một tấn tài xử lý tốt của Tuấn Vũ. Hoàng đang Hoàng Gia Lai đang gia tăng sức ép. Việt Cường thủ bóng rất tự tin, rất khỏe. Hoàn thành. Không được. Đây đã là cú sút xa thứ hai của Văn Thành trong hiệp đầu thứ hai nhưng đều chưa thành công. Chưa đi chứng đích. Cố gắng để qua đường và gia tăng sức ép. Rất quyết tâm để có được trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Trong thì lại không chính xác. Justore cũng đã dù lùi rất sâu để hỗ trợ đồng đội trong pha bóng vừa rồi. Lỗi thuộc về Tuấn Anh. Tuấn Anh đã phạm lỗi để sau với Tuấn Cảnh. Rất tiếc cho pha trả đầu của Memovic. Nếu như anh thực hiện đường truyền ngang vào phía trong thì sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Lúc này thì bộ đôi tiền vệ trung tâm của Bình Dương là Yusuf Toure và Tống Anh Tỷ. Thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy số 20 Yusuf Toure của Bình Dương chỉ đi bộ lững thững ở khu vực giữa sân. Tống Anh Tỷ thì rất tích cực di chuyển ở phía trên. Tỷ lệ kiểm soát bóng vẫn đang nghiêng về phía Hoàng Gia Lai một cách vượt trội với 58%. Con số của bên phía Bình Dương chỉ là 48. Xin lỗi, chỉ là 42. Châu Ngọc Quang. Hồng Duy trồng biên. Ngọc Quang người đã đánh đầu pháo bóng là anh Tài. Lợi thế cho bên phía Bình Dương. Chuẩn bị đến giờ thì trọng tài Duy Lân vẫn cắt còi hơi sớm. Bóng vẫn đang trong chân các cầu thủ bên phía Bình Dương và họ vẫn đang có lợi thế để có thể phát triển một tình huống phản công. Phạm lỗi này thì quá rõ rồi. Nhưng sau đó thì Việt Cường vẫn đang khống chế bóng tốt và bên trên còn Tiến Linh. Thanh Thảo phạm lỗi với Văn Thành. Rõ ràng là về mặt tinh thần thi đấu và động lực không có gì để chê trách các cầu thủ Hoàng Gia Lai trong trận đấu ngày hôm nay. Họ cũng đã chơi rất quyết tâm và cố gắng tìm kiếm chiến thắng đầu tiên dành cho người Ấn Độ.
rất tiếc sai lầm của làng phòng ngự đã khiến họ không có được tỷ số thực sự thuận lợi cho đến thời điểm hiện tại của trận đấu. Touré, Tiến Linh, Touré, đây là phạm lỗi. Trận đấu với BKM Bình Dương là trận đấu thứ 8 liên tiếp mà Hoàng Gia Lai đều để thủng lưới. Đó là một chuỗi thành tích rất tệ của đội bóng phố núi. Trong 5 trận đấu gần đây nhất thì họ để thua 5 trận và để lọt lưới 15 bàn. Nhìn xa hơn nữa thì họ cũng đã để lọt lưới 21 bàn sau 8 trận. Những con số rất tệ. Và nếu chỉ xét trong khoảng 7 trận đấu gần đây nhất trước khi trận đấu này diễn ra thì Hoàng Gia Lai đã thua tới 6 và chỉ có được một chiến thắng. Chiến thắng duy nhất của họ trong chuỗi trận đấu đã qua đó là chiến thắng trước Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 5-2 trên sân nhà. Trước đó là thất bại 0-2 trên sân Vinh của Sông Lam Nghệ An. Và sau này thì là chuỗi 5 trận thất bại liên tục ở giai đoạn này mà chúng ta đã biết quá rõ. Trận đấu gần đây nhất mà Hoàng Gia Lai giữ nguyên được mảnh lưới của mình đó là cuộc đối đầu với Thanh Hóa. Trận đấu trong khuôn khổ vòng 10 của V-League. Tổng Anh Tỷ rất sâu phía sau, nguy hiểm, không vào, vẫn không vào. Những cơ hội liên tục của BKM Bình Dương. Đầu tiên là pha đánh đầu nối cận thành của Tiến Linh đi trúng sà ngang, và sau đó cú vô lê sấm sét của Yusuf Dore thì lại đưa bóng đi thẳng lên trời. Đây là đường truyền của Rabo Ali và Tiến Linh đã đánh đầu nối một cách rất dũng mãnh. Chúng ta cùng xem lại. Kelly bật cao nhưng không tới bóng. Rabo Ali đã đưa bóng vào trong một cách thuận lợi cho Tiến Linh. Nhưng pha dứt điểm rất mạnh mẽ của Tiến Linh thì lại không gặp may khi đưa bóng đi trúng sà ngang. Cú đá tiếp theo của Yusuf Touré đầy uy lực thì lại đưa bóng đi vọt xà một cách rất đáng tiếc. Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục có sự thay đổi người và cầu thủ được đưa vào sân là Kiên Quyết. Kiên Quyết đã được đưa vào sân để thay cho Phan Thanh Hậu. Thanh Hậu đã thi đấu không thực sự hiệu quả trong quãng thời gian thi đấu của hiệp 2. Anh không còn xuất hiện nhiều trong những pha lên bóng của Hoàng Gia Lai, cũng như không hỗ trợ tốt trong việc phòng ngự với Nguyễn Phong Hồng Duy. Không được. Lần này thì Chevyas đã bỏ lỡ cơ hội một cách rất đáng tiếc. Một tình huống tạt bóng thuận lợi của đồng đội nhưng tiền đạo của Hoàng Gia Lai lại đánh đầu trượt. Cự ly rất gần với khung thành của thủ môn Lại Tuấn Vũ. Nhưng Chevyas lại đánh đầu không trúng tâm bóng.
Tuấn Cảnh đang bị đau sau một tình huống va chạm diễn ra trước đó. Gia Lai đến thời điểm này đã có được 5 chiến thắng, 5 trận hòa và 8 trận thua. Trong 5 chiến thắng của Hoàng Gia Lai thì đã có tới 3 trận đấu là kết quả là 1-0. Và đó cũng là 3 trong tổng số 5 trận đấu mà Hoàng Gia Lai đã giữ được trắng lưới ở mùa giải năm nay. Giai đoạn đầu, thành tích phòng ngự của Hoàng Gia Lai không quá tệ. Họ để thua ít và cũng không để thua quá đậm. Trận đấu họ để lọt lưới nhiều nhất ở giai đoạn lượt đi. Đó chính là trận đấu mà họ để cho Viettel cầm hòa với tỷ số 3-3. Sau đó là thất bại 3-0 trước Hà Nội và 3-1 trước Đà Nẵng. Phút thi đấu cuối cùng đang diễn ra vẫn rất hấp dẫn, cả hai đội đều không muốn dừng lại với tỷ số hòa. Chevy Watts hơi chậm và hơi cầu toàn, điều đó đồng nghĩa với cơ hội đã qua đi. Có lẽ là số 10 của Gia Lai cũng đã xuống sức. Tình huống truyền về bất cẩn của Hồ Tấn Tài. Hoàn toàn chưa biết có thể dứt điểm ở nhịp này, nhưng anh đã hơi cầu toàn và cố gắng để tìm kiếm một cơ hội sáng sủa hơn. Nhưng cuối cùng thì tự mình lại đi vào ngõ cụt. Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thành phố Hồ Chí Minh lúc này vẫn đang có kết quả là 1-1. Người đã ghi bàn thắng cho Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, chính xác là trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thành phố Hồ Chí Minh, là Trần Phi Sơn. Còn người đã gỡ hòa cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là Henrique Bruno. Trận đấu đang trôi về những phút cuối nhưng cả hai đội vẫn đang chơi rất quyết tâm và tìm kiếm thêm bàn thắng. Chắc chắn là họ đều không muốn phải rời sân với kết quả này. Đá của Tấn Tài. Những đợt phá bóng là Memovic Damir. Vẫn còn. Bóng đã chạm tay Kelly có vẻ như vậy nhưng không có tiếng còi nào vang lên. Vẫn trong sân. Anh Tỷ ngày hôm nay hiệp đặc biệt hiệp 2 đã chơi tốt hơn. Và xử lý chậm của Touré. Lão tướng Touré cũng đã xuống sức. Các bóng kỹ thuật của Hồ Tấn Tài rất sung mãn và Tuấn Cảnh cũng đang trồng biên rất tốc độ. Bên trong là Việt Cường và Thanh Thảo. Không được, và tạt bóng hơi nhẹ. Kelly cũng đã rất mệt rồi nhưng bước chạy rất lững thững. Touré không phải ra bóng đi. Tuyệt vời. Rất đẹp mắt.
Và đây cũng là một trong những trận đấu cuối giải rồi, nên Abu Ali quyết định là cởi áo ăn mừng. Pha xử lý rất đẳng cấp của Abu Ali, một trung vệ nhưng lại có một tình huống xử lý như một trung phong mẫu mực. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Pha tạt bóng chính xác từng cm của Tuấn Cảnh cho Abu Ali. Pha đỡ ngực, đưa bóng cao lên một chút, rồi sau đó nghiêng người bắt vô lê một cách hoàn hảo. Một bàn thắng có thể đưa vào sách giáo khoa với các động tác khống chế bóng vào ngực và bắt vô lê. Dứt điểm cầu môn, không có một sai sót về mặt kỹ thuật, mọi thứ đều hoàn hảo. Đường truyền điểm rơi chính xác của đoàn Tấn Cảnh. Tình huống khống chế bóng vào ngực đẩy lên để có điểm rơi một cách dễ dàng thuận lợi hơn. Và sau đó là pha nhả người bắt vô lê. Abu Ali phải nhận thẻ vàng, nhưng điều đó không quan trọng, không có nghĩa gì cả. Điều quan trọng là BK Bình Dương đã có bàn thắng thứ 3 và tạo nên cuộc lợi một dòng cực kỳ mạn mục với Hoàng Gia Lai trong trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu rất hay và hấp dẫn trên sân vận động Bình Dương. Tiếp tục lại là một trận đấu mà hiệu suất phòng ngự của Hoàng Gia Lai là vô cùng tồi tệ. Lợi thế cho BK Bình Dương, chúng ta đã để cho đội chủ nhà được hưởng quyền lợi thế. Không có tiếng còi nào vang lên. Một cầu mới vào sân rất khỏe và nhanh nhẹn, anh đã giành bóng trong chân của Văn Thanh cách tương đối dễ dàng. Đình cũng đang rất quyết tâm và mạnh mẽ ở khu vực giữa sân. Rõ ràng là với chiếc băng đội trưởng trên sân trên tay thì Tiến Linh cũng đã thể hiện được rõ sự quyết tâm và nỗ lực của mình trong pha bóng. Nếu như may mắn hơn một chút thì Tiến Linh hoàn toàn có thể có được cú đúp và thậm chí là hat-trick trong trận đấu ngày hôm nay. Và đây là một thời điểm rất đặc biệt. Nguyễn Anh Đức ra sân trong màu áo Hoàng Gia Lai để chống lại đội bóng cũ BKMX Bình Dương. Đội bóng đã gây dựng và tạo dựng nên tên tuổi anh. Anh Đức là một trong những kỷ lục gia của V-League khi đã có được 4 chức vô địch với BKMX Bình Dương qua các thời kỳ. Giai đoạn đầu là 2008 và 2009. Giai đoạn này thì những dấu ấn của anh Đức đã có nhưng chưa thực sự rõ rệt. Nhưng giai đoạn 2014-2015 thì anh Đức đã thực sự trở thành thủ lĩnh của thế hệ vàng thứ hai của BKMX Bình Dương. Tiến Linh đã được rút ra nghỉ. Một màn trình diễn tốt của tiền đạo số 1 đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Nếu như may mắn hơn một chút trong tình huống đặt lòng ở hiệp 1 và pha dứt điểm bằng đầu Cận Thành ở hiệp 2 thì Tiến Linh cũng hoàn toàn có thể có được một hat-trick trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng dù sao thì ngoài bàn thắng đẹp mắt, Tiến Linh cũng đã đóng góp rất nhiều vào lối chơi của BKMX Bình Dương trong khả năng làm tường, khả năng phối hợp kết nối với các đồng đội và đặc biệt là tinh thần, nỗ lực, quyết tâm đầu tàu cho các cầu thủ trẻ. Chevy Watts. Như vậy là hàng thủ của Hoàng Gia Lai tiếp tục để lại những kỷ lục tồi tệ. Bàn thua thứ 18 sau 6 trận đấu gần đây nhất. Chỉ số trung bình là để thua 3 bàn một trận. Đây có lẽ sẽ là một kỷ lục mà khó đội bóng nào có thể vượt qua. Tưởng chừng mọi thứ đã nằm chắc trong tay của Hoàng Gia Lai với một thế trận vượt trội và tỷ số 2-0 khi hiệp đấu đầu tiên khép lại. Nhưng rồi mọi thứ cứ thay đổi một cách chóng mặt. Đầu tiên là sai lầm của Văn Trường và Memovic Damir. Sau đó là phút giây tỏa sáng của Tiến Linh rồi Rabo Ali liên tục mang về những bàn thắng đẹp mắt cho BKMX Bình Dương.
cả hai cú vô lề của Tiến Linh và Raboli khá giống nhau và nó đều hướng về vị trí góc chìm bên phía tay phải không thành của môn Lê Văn Trường. Và cho dù đã bay hết người thì thủ thành của Gia Lai cũng không thể ngăn cản được những bàn thua. Anh bước vào sân quá muộn và khó có thể làm gì được điều gì. Có lẽ những điều duy nhất đó là anh được cảm nhận những bước chạy trên sân vận động quen thuộc Bình Dương. Nơi anh đã có biến toàn bộ kiểu sân cũng như là những năm tháng đẹp đẽ nhất của sự nghiệp cầu thủ. Như vậy là trong sự nghiệp cầu thủ của mình thì Tiến Linh có 2 năm đầu thi đấu cho Ngân hàng Đông Á với vai trò học việc. Sau đó thì anh đã trở thành một huyền thoại của sân Gò Đậu trước kia và bây giờ là sân Bình Dương với những thành tích có thể nói là vô tình phong hậu. Và tưởng chừng như anh Đức sẽ kết thúc sự nghiệp trong đội áo Bình Dương thì anh đã bất ngờ chuyển đến thi đấu cho Hoàng Gia Lai trong giai đoạn 2. 8 trận đấu đã ra sân ở V-League nhưng anh Đức vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn. Lỗi của Kelly và bây giờ sẽ là một quả phạt trực tiếp ở một góc chút rất rộng, cơ hội để có thể có được bàn thắng cân bằng tỷ số 3 đều cho Gia Lai. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem ai sẽ là người thực hiện cú đá này. Rất có thể là Văn Thành hay Anh Đức. Nếu như cơ hội được dành cho Anh Đức cũng sẽ làm điều rất tuyệt vời, bởi vì Anh Đức cũng đã từng ghi khá nhiều bàn thắng ở cự ly tương tự như thế này trong mùa áo Bình Dương. Và trên chính sân động này thì Anh Đức cũng đã từng ghi bàn kiểu như thế này. Nhưng anh Đức không có cơ hội. Có lẽ anh cũng đã chủ động tránh đi để làm một điều nhạy cảm, đó là ghi bàn thắng vào lưới cầu bộ cũ của mình. Đứng trước bóng đang là Văn Thanh, Chevy Watts. Có tới 6 cầu thủ của bóng áo đỏ làm rào. Kiên quyết Văn Thanh, Chevy Watts. Văn Thanh đá xuất sắc nhưng lại Tuấn Vũ là người xuất sắc hơn. Một trận đấu tuyệt vời của Tấn Vũ, một cú bay người vô cùng đẹp mắt của Tấn Vũ đã góp phần giúp cho BK Bình Dương có được 3 điểm trọn vẹn trong một trận đấu mà họ đã thực hiện một cú lội ngược dòng kỳ vĩ. 45 phút đầu tiên kết thúc một thế trận vượt trội hoàn toàn nghiêng về phía Hoàng Gia Lai với tỷ số là 2-0. Còn đây là pha bóng ấn tượng nhất của trận đấu này, pha bay người cứu thua của Lại Tuấn Vũ ở những giây cuối cùng của trận đấu giúp cho Hoàng Gia Lai, giúp cho BK Bình Dương đã có được 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu ngày hôm nay.